Em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh bán hàng ô tô cũ giá rẻ. Em Thảo sẽ báo giá chi tiết ngày hôm nay. Và mới nhất trong ngày hôm nay thì em Thảo lại tiếp tục lên sóng và giới thiệu cho anh chị tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản Toyota Vios sản xuất năm 2016 phiên bản số sàn máy xăng. Em mang trên mình lớp sơn xi màu đen và em mang biển kiểm soát Hưng Yên 89A09293. Tư nhân một chủ từ mới như chị nhá, và hoàn toàn không có chạy dịch vụ taxi. Sơn chi còn rất là sáng bóng luôn đấy ạ. Bản nghe xịn đã lên la răng đúc, phanh ABS, túi khí an toàn, gương kính chỉ điện, gương cụp xe. Chủ xe thì đã ôm mạ chrome rất là nhiều tính năng anh chị rồi. Đây ạ, ôm mạ chrome chân bóng. Phần chân kính này, rồi rèm mưa chân kính đều có nhá. Đăng kiểm em này thì còn rất là dài, đến tháng 12 năm 2023 cơ ạ. Đó thì quý vị chỉ là yêu thích mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2016 bản E số sàn thì nhanh tay alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963 040 922 và số trên là số Zalo em Thảo nhé. Đây toàn một phần nội thất ghế da này cực kỳ đẹp luôn. Trần lý nguyên bản theo xe ạ, vẫn đã ốp ni lông chống hổ mốc cho chị rồi. Màn hình Android đầy đủ nhá. Vô lăng rất là đẹp luôn ạ, nội thất ghế da xịn sò. Đây ạ, phần tam lô này. Đó, tam lô còn rất là mới luôn. Thế là phần tam ni đây anh chị nhá. Đây là phần tam ni này. Đó, các lúc kính chỉnh điện rồi keo chỉ zin tuyệt đối anh chị. Chiếc xe này đời 2016 thì nó đã lên máy mới rồi ạ. Cuối 2016 sẽ lên máy mới cho anh chị nhá. Đó, lên máy mới rồi. Ghế da phía sau đây rất là căng bóng đúng không ạ? Rất là căng bóng này, hoàn toàn không bị rách, không bị nhàu. Rất là đẹp luôn. Táp ni này. Keo chỉ đây ạ. Toàn bộ phía sau xe đây anh chị nhá. Màn hình cam lùi cho anh chị này. Đó. Anh chị yêu thích cái mẫu xe này thì nhanh tay liên hệ trực tiếp với em. Và anh chị mới vào xem video của Lý Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ cách cho em xin like cũng như là đăng ký kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về tô mà ngày em Thảo sẽ đưa lên ạ. Bốn cánh táp ly đều rất là đẹp luôn. Keo chỉ đây ạ, keo chỉ zin tuyệt đối cho chị nhé. Máy số nguyên zin, keo chỉ của kèo nguyên bản theo xe. Xe không có đâm đụng, không ngập nước chị nhé. Em đảm bảo cho chị phần máy móc động cơ từ 3 đến 6 tháng ạ. Táp ly này. Cốp trên xe lại còn rất là đẹp luôn. Cốp này rất là rộng rãi luôn. Đây, xe. Đây ạ, lốp sô cua này. Lốp sô cua đây anh chị nhé. Đó. Keo chỉ đinh bấm đấy ạ. Đinh bấm máng nước này. Ốc của lóc cabo đấy ạ. Các con ốc còn rất là đẹp luôn. Hoàn toàn không bị cháy chớp gì cả. Đó, máng nước bên lái đây anh chị nhé. Bây giờ em quay cho em sẽ tiến bên trong, em sẽ lổ máy lên cho anh chị xem phần phần máy móc động cơ của chiếc xe này. Nói chung là xe còn rất là mới luôn. Đời 2016 máy mới. Máy tiết kiệm rồi đấy ạ. Em sẽ lổ máy lên cho anh chị xem này. Màn hình đây ạ. Xi nhan trái, xi nhan phải này. Cần gạt mưa đấy ạ. Đó, cần gạt mưa cho anh chị nhé. Rồi là phần kính, gương kính chỉnh điện này. Gương kính chỉnh điện đều hoạt động bình thường. Không một lỗi nhỏ nha chị nhé. Và thì anh chị nào quan tâm, yêu thích thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963 040 922 ạ. Gương chỉnh điện luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Coi đây anh chị nhé. Bây giờ hãy cùng em tiến ra phần khoang động cơ của chiếc xe này ạ. Khoang máy đây anh chị nhé. Đây, anh chị xem các con ốc của chân máy này. Máy số lỗ rất là êm luôn. Hoàn toàn không có bị rung lắc hay bị giật sứt nhá. Đó, máy thì rất là khô ráo này. Các con ốc cũng rất là đẹp luôn. Để ụ giảm sóc này. Dưới ốc của lóc cabo đấy ạ. Đó, tai đèn bên phụ này. Phần răng đấy ạ. Đó, phần răng nhé. Tai đèn bên lái này.
còn rất là nguyên bản luôn, hoàn toàn không bị đụng đâm đụng, không bị ngập nước này đây ạ, đổ rất là êm cho chị nhé. Đó, anh chị yêu thích mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2016 phiên bản số sàn máy xăng bản e xịn này, thì nhanh tay alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963 040 922 ạ. Anh chị đến xem xe, test xe và đi thử nhé. Dạ vâng, và vừa rồi em Thảo đã quay chi tiết cho anh chị tham khảo một mẫu xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Đây là một mẫu xe Toyota Vios sản xuất năm 2016 phiên bản số sàn máy xăng bản e xịn chị nhé. Chiếc xe này đã lên máy mới rồi ạ, máy trắng. Đó thì anh chị nào yêu thích thì alo trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0963 040 922 và địa chỉ xem xe trực tiếp của em nằm tại ngã tư phố Lê B, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên ạ. Và đặc biệt anh chị mới vào xem video của Lưu Thảo lần đầu tiên thì hãy ủng hộ cách cho em xin like, đăng ký kênh và rung chuông để thường xuyên cập nhật video mới nhất về tô mà ngày nào sẽ đưa lên. Và ngay bây giờ em xin dừng video ở đây, hẹn gặp lại anh chị ở video sau. Em Thảo xin chào toàn thể quý chị và quý khách hàng ạ.